Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng với channel mình. Nay mình sẽ làm một video, làm một vlog đi vào rừng để hái một quả xoài chấm mắm ruốc nha bạn. Ok, chúng ta bắt đầu đi nè. Vườn nhà mình nè, mát mỉ không? Đấy, rất là mát. Mát lắm các bạn. Đây, vườn chuối nè, chắc các bạn đã thấy rồi. Chúng ta sẽ vào rừng để hái xoài. Ok, tới rồi các bạn, chúng ta sẽ đi nhanh lên. Sợ đâu, trời ơi nè bạn, ấy giờ mình chia hai đây nha bạn. Ok bạn, ok bây giờ mình sẽ hái nha. Chứ cái nào mà bự hái bạn. Rất lộn chá luôn hả? Nó rất bị lộn nè. Mình đánh cái kia rất trên này, đúng không? Cái này của họ rất đất đúng nữa. Cái này thấy cũng hơi nhỏ bạn ơi, chua lắm á. Rồi, cái nào bự hơn không? Có nhiều nữa rồi. Cái này bự. Cái này bự. Nhỏ lắm các bạn ơi, xíu à. Đây mình sẽ so sánh to hơn các bạn, cái cũng vậy à. Sao mình chỉ sánh hai cà lao rồi. Chưa bạn, còn hai cái này vô thôi chứ mày. Chúng ta đi nào các bạn, giờ mình sẽ đi vào để ăn nha, làm xoài chấm mắm ruốc các bạn. Ăn gì á, đúng không, mắm ruốc đi nào. Gà đầm này ơi à. Để chúng ta đi dọc nè. Ok, chào bạn. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ gọt nha bạn. Thì mình sẽ gọt cái xoài này. Ok, để đây.
luôn. Đó, mình rất là hấp dẫn lắm các bạn. Thì mình xin gọt xoài nha. Này khá nhỏ á, gọn là không có được nhiều. Là ăn nó ai rất là mát bạn, tuyệt vời. Lấy miếng thịt này bạn, cái bạn này. Quá thơm rồi, mùi mắm ruốc thơm. Các bạn, nếu bạn thấy video này hay đừng quên để làm like, đừng quên chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh. Tạm biệt các bạn.